Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một chiếc Dreamcatcher. Để thực hiện chiếc Dreamcatcher này thì mình sử dụng sợi cô tông Việt Nam loại 1mm, màu tùy ý, kim móc 1,5mm, kéo để cắt, kim may để sử dụng khi mà các bạn móc xong các bạn sẽ dùng kim may này để giấu các cái mối sợi thừa. Một chiếc vòng kẽm. Nếu mà các bạn có sẵn cái vòng sắt để làm Dreamcatcher thì các bạn sẽ dùng cái vòng đó. Còn ở đây mình không có, mình sẽ dùng kẽm để uốn thành vòng tròn như thế này. Các bạn nên sử dụng kẽm sợi lớn một chút xíu để cho cái vòng nó cứng cáp. Còn ở đây mình chỉ có kẽm sợi nhỏ như thế này thôi. Đường kính của chiếc vòng này khoảng 9cm để mình làm chiếc Dreamcatcher này. Còn các bạn có thể sử dụng vòng kích thước to nhỏ tùy ý. Để thực hiện chiếc Dreamcatcher này thì đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn một loại hoa văn hình tròn. Những cái mẫu hoa văn này thì các bạn có thể lên trên Google các bạn tìm thì thấy rất là nhiều mẫu. Ở đây mình lựa chọn một cái mẫu đơn giản như thế này thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ móc cái mẫu hoa văn này, sau đó chúng ta sẽ kết vào trong cái vòng kẽm. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 5 mũi bính. Các bạn móc lên 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta sẽ nối lại với mũi bính đầu tiên bằng một mũi trượt để tạo thành một cái vòng tròn. Sau đó chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn này. Các bạn móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình sẽ tính như là một mũi kép đầu tiên. Hàng đầu tiên chúng ta sẽ móc tổng cộng là 12 mũi kép. Thì 3 mũi bính này sẽ là một mũi kép đầu tiên. Giữa hai mũi kép sẽ có hai mũi bính. Thì đây là một mũi kép rồi, mình sẽ móc thêm hai mũi bính. Sau đó tiếp tục móc mũi kép vào bên trong vòng tròn này. Móc hai mũi bính. Và tiếp tục móc mũi kép. Móc tiếp 2 mũi bính và 1 mũi kép. Các bạn lặp lại như vậy cho tới khi trong vòng tròn này đủ 12 mũi kép. Sau khi các bạn móc đủ 12 mũi kép, đến mũi kép thứ 12 các bạn móc xong thì các bạn sẽ móc thêm 2 mũi bính. Và chúng ta sẽ nối lại với lại 3 cái mũi bính đầu tiên này. Các bạn nối vào mũi bính thứ 3. Từ dưới lên các bạn đếm 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ nối lại với mũi bính thứ 3 này bằng một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã xong hàng đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc những cái dây bính ở bên ngoài này. Các bạn sẽ di chuyển sợi len từ chỗ mũi kép đầu tiên này vào phần lỗ ở giữa này. Thì các bạn sẽ móc một mũi trượt vào trong phần lỗ này để di chuyển sợi len vào trong phần lỗ. Sau đó các bạn sẽ móc lên 5 mũi bính. Móc một mũi đơn vào phần lỗ tiếp theo. Tiếp tục móc 5 mũi bính. Và móc một mũi đơn vào phần lỗ tiếp theo. Chúng ta sẽ lặp lại cho tới hết hàng. Đó là móc 5 mũi bính.
và móc một mũi đơn vào lỗ. Mẫu hoa văn này rất là đơn giản, chúng ta chỉ có móc những cái dây bính ở bên ngoài và kết vào thôi. Ở dây bính cuối cùng thì chúng ta sẽ không móc 5 mũi bính mà các bạn chỉ móc 2 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi kép. Móc một mũi kép vào chỗ mà các bạn đã bắt đầu á. Lý do mà mình chỉ móc 2 mũi bính và một mũi kép bởi vì hàng tiếp theo mình cũng sẽ bắt đầu móc dây bính từ giữa cái phần lỗ của cái dây bính lúc trước này. Thì nếu như các bạn móc đủ 5 mũi bính mà các bạn kết vô thì cái mũi cuối cùng của các bạn sẽ nằm bên dưới. Các bạn sẽ lại phải móc mũi dời để đưa cái sợi len lên trên đỉnh của cái lỗ này. Còn nếu như các bạn móc 2 mũi bính, sau đó các bạn móc một mũi kép thì cái sợi len khi các bạn móc xong nó sẽ nằm ở giữa luôn cái đỉnh của lỗ này, các bạn sẽ không phải móc mũi dời nữa. Hàng tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc 5 mũi bính và kết vào phần lỗ tiếp theo bằng một mũi đơn. Các bạn lặp lại cho tới hết vòng. Đó là 5 mũi bính và kết một mũi đơn. Đến dây bính cuối cùng thì các bạn cũng sẽ móc 2 mũi bính và một mũi kép. Như vậy là sợi len của chúng ta cũng đã nằm ở giữa cái lỗ trống này. Hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc 6 mũi bính chứ không phải là 5 mũi nữa. Các bạn cũng móc 6 mũi bính và kết vào phần lỗ tiếp theo bằng một mũi đơn. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết vào. Và tới cái dây cuối cùng thì các bạn cũng sẽ móc 3 mũi bính và 1 mũi kép. Sau khi móc xong một hàng 6 mũi bính thì chúng ta sẽ móc hàng cuối cùng là 7 mũi bính. Các bạn móc 7 mũi bính và 1 mũi đơn vào phần lỗ tiếp theo như thế này. Lặp lại cho tới hết vòng. Sau khi móc xong hàng 7 mũi bính thì chúng ta đã hoàn thành phần hoa văn hình tròn này. Bây giờ mình sẽ kết cái phần hoa văn này vào trong cái vòng kẽm. Mình sẽ móc viền vòng kẽm này bằng mũi đơn. Các bạn sẽ đâm kim vào phần vòng kẽm và móc mũi đơn. Các bạn móc 10 mũi đơn vào trong phần vòng kẽm này. Sau đó, mình sẽ kết cái phần hoa văn này vào trong vòng tròn. Các bạn sẽ kết cái phần đỉnh của dây bính.
và tiếp tục móc 10 mũi đơn vào bên trong vòng kẽm này. Tiếp tục kết phần dây bính này vào trong vòng và móc tiếp 10 mũi đơn vào bên trong vòng kẽm. Ở đây mình móc 10 mũi, còn tùy theo cái hoa văn của các bạn và tùy theo cái độ lớn nhỏ của cái vòng mà các bạn có thể điều chỉnh số mũi sao cho phù hợp. Các bạn cứ lặp lại như vậy, 10 mũi đơn vào bên trong vòng kẽm và kết các phần đỉnh của dây bính này vào trong vòng kẽm. Các bạn thấy khi mà mình kết vào thì cái phần hoa văn này nó sẽ căng tròn ra, sẽ đẹp. Sau khi kết xong phần hoa văn này vào trong vòng kẽm thì chúng ta sẽ móc một cái dây bính để làm dây treo như thế này. Các bạn sẽ móc dây bính lên dài ngắn thì tùy thuộc vào các bạn. Ở đây mình móc khoảng 20 tới 30 mũi bính là được. Các bạn móc một dây bính dài như thế này, sau đó các bạn sẽ kết vào cùng cái chân. Như vậy là chúng ta đã có một cái dây treo. Các bạn có thể kết thúc và cắt cái đoạn này ra, sau đó dùng cái kim may này luồn cái sợi thừa này vào bên trong những cái mũi này để giấu sợi len đi. Còn ở đây mình sẽ móc thêm ở phần bên ngoài của cái vòng này, mình sẽ móc thêm một hàng mũi đơn để cho cái phần vòng này nó có cái bản to hơn, nhìn nó cứng cáp hơn. Thì mình sẽ móc tiếp phần viền một hàng mũi đơn. Còn các bạn có thể không móc, tùy ý các bạn. Thế này, mình sẽ viền hết xung quanh bằng một hàng mũi đơn, sau đó mình mới kết thúc. Phần những cái dây tua rua này thì các bạn có thể móc, hoặc là các bạn cũng có thể đính hạt nút, lông vũ, tùy ý các bạn. Ở đây mình móc kiểu chiếc lá như thế này. Các bạn cũng có thể lựa chọn kiểu bông hoa, trái tim, hoặc là một cái loại hoa văn nào đó tùy ý các bạn. Sau đó sẽ móc dây bính và kết vào trong vòng như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc lá này. Các bạn sẽ móc lên 9 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào trong mũi bính thứ hai. Nghĩa là mũi bính đầu tiên này các bạn không móc, các bạn sẽ móc vào mũi bính thứ hai này. Móc một mũi đơn. Một mũi đơn vào mũi bính tiếp theo. Sau đó là một mũi nửa kép. Một mũi kép.
một mũi kép 3. Mũi kép 3 là trước khi móc các bạn sẽ lấy hai vòng len lên trên kim. Tiếp tục móc một mũi kép, một mũi nửa kép và phần mũi cuối cùng này chúng ta sẽ móc hai mũi đơn. Hai mũi đơn sau đó chúng ta sẽ móc lên ba mũi bính. Và các bạn kết một mũi trượt vào trong phần mũi bính thứ ba này. Tiếp tục móc hai mũi đơn vào cùng chân. Như vậy là ở mũi bính cuối cùng này chúng ta có tổng cộng 4 mũi đơn và ở giữa 4 mũi đơn là sẽ có 3 mũi bính này. Chúng ta sẽ móc tiếp theo vào phần phía bên này của cái dây bính. Các bạn móc một mũi nửa kép. Trong khi móc thì các bạn giấu luôn cái sợi len thừa bên đầu này vào. Mũi tiếp theo sẽ là một mũi kép. Một mũi kép 3. Một mũi kép. Một mũi nửa kép và hai mũi đơn tiếp theo. Chúng ta sẽ nối lại với mũi đơn đầu tiên này bằng một mũi trượt. Phần sợi thừa này các bạn sẽ dùng kéo cắt đi. Như vậy là chúng ta đã xong cái chiếc lá này, thì các bạn sẽ móc mũi bính lên. Như vậy là chúng ta sẽ có một chiếc lá với dây bính độ dài ngắn tùy ý. Và sau khi các bạn móc xong dây bính thì các bạn sẽ kết vào trong cái vòng này. Phần chiếc lá này các bạn có thể móc to hoặc nhỏ thì tùy theo cái dây bính ban đầu này. Còn cái độ phồng của cái lá hai bên cân đối như thế này thì tùy vào cái mũi các bạn móc. Đó là mình sẽ móc mũi nửa kép, mũi kép, mũi kép 3. Các bạn muốn to hơn nữa thì các bạn sẽ móc mũi kép 4, kép 5. Và cái số lượng mũi thì tùy ý các bạn. Ví dụ bạn to dài thì các bạn có thể móc hai mũi nửa kép rồi hai mũi kép, sau đó hai mũi kép 3. Mình sẽ móc tăng lên rồi mình giảm xuống thì nó sẽ tạo thành cái độ cong của chiếc lá như thế này. Và qua phía bên kia thì các bạn cũng móc tương ứng như vậy. Móc tăng lên và giảm xuống thì nó sẽ tạo thành cái độ cong như thế này. Và sau khi các bạn kết vào trong chiếc vòng này thì các bạn đã hoàn thành xong chiếc Dreamcatcher. Còn cái vị trí kết thì tùy ý. Các bạn có thể kết cân đối hoặc là các bạn kết nhiều kết ít cái sợi tua rua này thì tùy theo các bạn. Các bạn có thể tham khảo một số mẫu Dreamcatcher ở trên Google. Mình thấy rất là nhiều mẫu. Chúc các bạn thành công.